Namaste. Chào bạn, bạn thân mến, cùng với Tuệ Giang bước vào một bài tập giúp bạn có thể đưa oxy tươi vào trong tâm trí và cơ thể, giúp cho bạn cảm nhận thấy sự giải tỏa căng thẳng, giảm đi mệt mỏi, stress và đặc biệt giúp bạn cải thiện trí nhớ. Nếu ngay bây giờ bạn có thể thì hãy ngồi ngay trên ghế của mình, hoặc ngay trên giường, hoặc ngay trên thảm để có thể luyện tập cùng với Tuệ Giang. Một bài tập giúp cho bạn có thể đưa oxy tươi vào bên trong tâm trí, nhưng nó lại giúp cho sự trao đổi chất trong cơ thể để giúp bạn tái tạo một nguồn năng lượng tươi mới, đẩy lùi mọi mệt mỏi và toàn bộ những căng thẳng ra bên ngoài tâm trí của bạn. Trong bài tập này, nếu có thể thì bạn có thể chuẩn bị một miếng chăn, sau đó bạn gấp lại, hoặc là một cái bồ đoàn như thế này. Đó, thì mình sẽ ngồi ở trên cái bồ đoàn hoặc là ngồi trên cái phần nệm chăn để mình có thể kê cao cái mông của mình lên. Lúc đó cái mông của mình được ngồi cao ấy, thì cái cột sống này nó được vươn thẳng lên. Đó, và khi cái cột sống nó được vươn thẳng thì toàn bộ cái cột hơi của mình nó sẽ được đưa lên não, và nó đưa lên đưa xuống nó rất là thuận tiện. Thế bây giờ hôm nay thì Giang sẽ sử dụng cái bồ đoàn này ha. Đó, Giang sẽ đặt lên đây, Giang ngồi xuống như thế này. Cái này thì cái hông của mình ấy, nó được thả lỏng, cái đùi của mình nó cũng được thả lỏng. Đó, bạn có thể đặt chân lên như thế này. Đó, như thế này, giống như Tuệ Giang. Sau đó nhớ là nhấc bén hai cái thịt mông, nâng lên, rồi hạ mềm xuống. Khi bạn ngồi cân xứng thì bạn sẽ thấy nó rất là vững. Sau đó thì bạn thả mềm vai và cánh tay như thế này. Đó, từ đây thì bạn có thể vươn dài lưng lên. Sau đó từ từ hạ thả mềm các bó cơ rơi xuống. Lúc này bạn đã thấy cái sự thả lỏng và thư giãn rồi. Tuy nhiên, để có thể thư giãn tốt hơn thì cái key lõi ở đây đó chính là làm chủ hơi thở. Cái tâm trí của mình nó sẽ phải làm chủ được hơi thở của mình. Vậy thì làm thế nào để có thể làm được điều đó? Thì trước tiên, Giang sẽ hướng dẫn bạn một hơi thở hít vào bằng miệng và thở ra bằng miệng. Bình thường thì bạn hít thở bằng mũi, thì khi hơi thở bằng mũi nó chỉ đến ngực thôi. Và đó là một hơi thở rất là nông. Và khi mà bạn hít vào bằng miệng thì khí nó sẽ đi vào họng, xuống ngực, qua phổi và xuống tận bụng. Thậm chí nó qua rốn thì nó sẽ xuống được đan điền. Đan là gì? Đan là thuốc. Điền là gì? Điền là ruộng. Và đó là một cái ruộng thuốc của bạn. Khi bạn kích hoạt được ruộng thuốc của mình lên thì ở đây nó sẽ tiết ra một cái hormone serotonin. Cái hormone này rất là tốt cho toàn bộ cơ thể của bạn. Và đặc biệt là cái tâm trí cũng như là não bộ của bạn nó sẽ được massage. Và khi mà tâm trí và não bộ được massage thì cái ảnh hưởng lợi đầu tiên đó chính là dạ dày của bạn được massage. Vậy thì khi mà làm việc căng thẳng thì thường dẫn đến cái tình trạng là đau dạ dày, thì đây là một cái bài tập rất tốt cho những người hay bị căng thẳng và đau dạ dày. Đó, nó sẽ mệt mỏi rồi nó khó chịu, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ được đẩy lùi sau khi bạn luyện tập bài này. Ok, bây giờ hít vào thì bạn sẽ hít bằng miệng, nhưng bạn sẽ không há như này. Há như thế thì miệng nó sẽ rất là khô. Chúng ta sẽ chu cái miệng lại như này, được không bạn? Chu miệng lại. Đó, hãy hít thở cùng Giang nha. Ví dụ nào, hít sâu nào. Thở ra bằng miệng nào. Khi bạn hít vào ấy, không khí nó sẽ đi vào họng, qua ngực, qua phổi và xuống bụng, làm căng phình bụng. Và khi thở ra nó sẽ xẹp bụng. Và bây giờ chúng ta tiếp tục thực hành ha. Hơi thở bằng miệng, bạn sẽ thực hành nó khoảng chừng 5 nhịp thở. Và hơi thở này nên thực hành đều đặn, bởi vì nó sẽ là luồng dẫn khí. Và khi bạn thấy cái hơi khí man mát đưa qua họng, xuống ngực, xuống phổi ấy, thì cái lá phổi của bạn nó được massage. Và đặc biệt khi mà xuống phổi rồi xuống bụng thì toàn bộ cái đan điền của bạn, cái ruộng thuốc của bạn được kích hoạt ấy. Và bạn đẩy ra ấy, thì nó sẽ đi từ dưới đi lên, và nó đẩy qua vùng não, đẩy ra bên ngoài, tiếp tục qua miệng. Đó,
và cái tế bào trên não ấy nó được kích hoạt và nó cảm nhận thấy cái sự thả lỏng và massage từ chính hơi thở của bạn. Bởi vì trò chơi ở đây là gì? Đó chính là cái tâm trí của bạn nó sẽ làm chủ được hơi thở. Mình làm chủ được ý thì mình sẽ làm chủ được khí, và làm chủ được khí rồi thì mình sẽ làm chủ được tâm. Và cái quan trọng hơn cả đó chính là khi mình dẫn được khí, mình dẫn được ý rồi thì cái khí, ý sẽ dẫn khí, và khí sẽ sinh huyết và huyết sẽ sinh công. Thì khi máu huyết được lưu thông thì toàn bộ cơ thể của bạn luôn luôn thả lỏng. Và có thể bạn hít thở khoảng 3 đến 5 nhịp thôi, bạn sẽ thấy cơ thể của mình nóng lên. Để có thể giúp bạn hít thở sâu hơn thì Tuệ Giang sẽ hướng dẫn bạn một cái hơi thở để giúp cho bạn sâu hơn khi đưa khí vào bên trong. Và đặc biệt khi mà đưa khí và oxy tươi vào bên trong cơ thể, và đặc biệt là tâm trí cũng như là trong não của bạn, nó giúp cho bạn cải thiện được trí nhớ, giúp cho bạn tăng sự tập trung và giảm đi stress và mệt mỏi. Nếu như bạn cảm thấy lo âu, mệt mỏi hay là hay căng thẳng trong cuộc sống thì đây là một bài tập tuyệt vời để giúp cho bạn có thể thư giãn. Và bây giờ hãy cùng Giang bước vào cách thở thứ hai. Bạn sẽ dùng bàn tay phải quận hai ngón trỏ và giữa vào lòng bàn tay như thế này. Sau đó bạn dùng ngón tay cái bịt cánh mũi bên phải lại như thế này. Từ đây bạn thở ra thật chậm từ mũi trái. Khép cùi trỏ vào phía ngực nha, thẳng lưng. Sau đó hít thật sâu từ mũi trái. Bịt mũi trái lại, thở ra thật chậm từ mũi phải. Tiếp tục hít thật sâu từ mũi phải. Bịt mũi phải lại, thở ra thật chậm từ mũi trái. Tiếp tục hít thật sâu từ mũi trái. Từ từ thở ra thật chậm từ mũi phải. Bạn có thể thấy sau một vài nhịp thở thôi, toàn bộ khí và oxy, đặc biệt là oxy tươi, được đưa vào trong não bộ, được đưa vào tâm trí và cơ thể của bạn. Hoàn toàn tâm trí của bạn đang làm chủ khí. Vậy thì bạn là người điều khiển khí và điều khiển ý của mình. Bây giờ chúng ta sẽ làm khó hơn một chút ha. Chúng ta sẽ nén khí. Ví dụ khí ở trong, khi hít vào thì chúng ta sẽ giữ lại ở đó khoảng chừng 5 đến 10 giây. Tốt hơn thì có thể 15 giây, tốt hơn nữa là 30 giây. Nhưng nếu bạn đang có vấn đề về huyết áp thì bạn nên giữ theo khả năng của mình, có thể 5 đến 10 giây hoặc 15 giây, không nên giữ quá lâu. Ok. Và khi ở hơi thở ra thì bạn sẽ không giữ không khí ở bên trong nữa, hãy để không khí ở bên ngoài. Và lúc này là trong tình trạng chúng ta nén thở và chúng ta đang tạo cho mình một cái cảm giác thử thách tốt hơn để tăng cho mình cái sự tập trung và giúp cho mình có thể cải thiện trí nhớ và não bộ. Nhưng lúc này bạn cần phải thả lỏng nhiều hơn nữa ha. Làm theo khả năng của mình thôi. Giữ được 3 giây cũng được, 5 giây cũng được, nhưng hoàn toàn không cố để bạn không bị gồng, được không? Nếu mà cố là chúng ta thường sẽ bị gồng. Để chúng ta tiếp tục thực hiện nha. Tiếp tục bạn cuộn hai ngón trỏ vào giữa vào như thế này. Rồi từ đây bạn thẳng lưng nào, mềm vai, hơi mở ngực ra cho Giang. Bàn tay của bạn thả lỏng nha, tay trái thả lỏng đặt trên đùi trái. Ngón tay phải bịt vào mũi phải. Khép cùi trỏ tay phải về thân người nào. Hít thật sâu từ mũi trái. Nén thở giữ 5, 4, 3, 2, 1. Lấy ngón áp út bịt cánh mũi trái. Thở ra thật chậm từ mũi phải. Nén thở giữ 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít sâu từ mũi phải. Nén thở giữ 5, 4, 3, 2, 1. Bịt mũi phải lại, thở ra từ mũi trái. Nén thở để không khí ở bên ngoài, giữ 5, 4, 3, 2,
một rồi từ 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 thả lỏng. Lúc này thì Giang sẽ đi một vòng bên trái và một vòng bên phải, và với hơi thở này thì bạn có thể thực hiện 7 vòng, kể cả lúc nén khí và không nén khí, được không? Tức là mình sẽ chỉ làm 5 đến 7 vòng, nhưng tốt hơn cả thì bạn sẽ làm 7 vòng để giúp cho bạn có thể massage cho não bộ và đặc biệt là massage cho cơ quan nội tạng bên trong, và đó chính là dạ dày của bạn. Nếu như bạn cảm thấy khó chịu vì nén thở thì bạn không cần phải nén thở nữa, bạn cứ hít thở từng bên mũi cũng được. Nhưng nguyên tắc ở đây là gì? Nguyên tắc ở đây là hoàn toàn thả lỏng và lấy cái tâm của mình làm chủ ý, lấy cái ý làm chủ khí. Khi làm chủ được khí rồi thì bạn chính là đang làm chủ được toàn bộ tâm trí của mình, và bạn đang điều khiển toàn bộ cái dòng khí và oxy tươi đó lan tỏa ở trong cơ thể mình. Đặc biệt nó massage cho não bộ, giúp cho bạn có một vùng não bộ vô cùng minh mẫn, vô cùng sáng suốt và vô cùng tập trung, giúp cho bạn cảm thấy mình sẽ giải tỏa hết tất cả mọi căng thẳng, stress ra bên ngoài và tăng thêm cho bạn sự tự tin hơn trong cuộc sống. Nếu như bạn thấy bài tập này hữu ích, hãy nhớ lưu nó lại và luyện tập. Bài tập với hơi thở bằng miệng cũng sẽ thực hiện 5 lần. Bài tập hơi thở bằng mũi thì bạn có thể thực hiện 5 đến 7 lần, nhưng tốt hơn sẽ là 7 lần. Nếu như bạn cảm thấy giữ không khí ở ngoài và ở trong khó khăn thì bạn chỉ cần hít thở từng bên mũi, nó cũng sẽ giúp cho bạn đưa không khí vào bên trong và massage cho toàn bộ dạ dày và não bộ của bạn. Khi massage cho dạ dày và não bộ, bạn sẽ thấy điều vô cùng tuyệt vời sẽ diễn ra, đó chính là sự trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra. Dòng khí nhiệm màu đang được chảy trong cơ thể của bạn và trong tâm trí của bạn. Và chúc mừng bạn đã làm chủ được dòng khí nhiệm màu này. Chúc mừng bạn đã làm chủ được hơi thở của mình. Và nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhớ lưu nó lại và tiếp tục chia sẻ tới những người xung quanh. Và Tệ Giang sẽ hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.